Đi tìm y tá ma trong bệnh viện thời xưa. Một số những người đàn ông đã đi đến một bệnh viện bỏ hoang vào ban đêm, mà theo như truyền thuyết kể rằng đó là nơi nhiều các bệnh nhân đã qua đời khi bệnh viện vẫn còn hoạt động. Nhưng cho đến ngày nay, mặc dù bệnh viện không còn hoạt động, nhưng người ta vẫn không ai dám đến gần hay đi qua bệnh viện đó. Nhất là vào ban đêm, từ những ngôi nhà xa, họ thường trông thấy cái bóng trắng của một y tá ma bay vào bên trong bệnh viện đó. Anh ta cùng những người bạn can đảm của mình quyết tâm đi đến bệnh viện để điều tra trong đêm tối. Họ đã chọn cho mình một cái đêm không trăng sao, yên tĩnh để thu hút ma hoạt động nhiều hơn. Ngay khi bắt đầu đi vào bên trong, nhóm trưởng của đội đã phân công và quán triệt mọi người phải cẩn thận, không được chạy, bình tĩnh, tự tin. Sau một loạt những tìm kiếm, đến khi đã quá nửa đêm, một người trong nhóm dường như anh ta đã có linh cảm thấy điều gì đó liên quan đến nữ y tá ma. Tô sentindo uma presença bem fraca. Do quê? De uma mulher. De uma mulher? É. Mas aonde? Aqui? Bem fraca, não. Tất cả mọi người bắt đầu nhẹ nhàng hơn, cố gắng tạo ra ít tiếng động nhất có thể. Họ xoay xét khắp xung quanh tất cả các căn phòng trống, nhưng vẫn chưa thấy gì ngoài một cảm giác lạnh của màn đêm. Anh ta gọi mọi người để tất cả phải cố gắng, vì giờ thiêng sắp đến, phải chú ý cẩn thận những nơi tối nhất của bệnh viện, có thể y tá ma sẽ xuất hiện mà chúng ta không biết. Rồi họ tiếp tục xem xét các căn phòng. Khi anh ta đang tự tin soi đèn một cách nhịp nhàng, định rẽ sang lối đi bên phải, thì dường như anh ta đã nhìn thấy cái gì đó ở phía trước. Mọi người đã bắt đầu bối rối, có lẽ vì giật mình và bất ngờ nên anh ta đã hơi hoảng một chút. Tiếp tục giữ bình tĩnh, đi sâu hơn về phía bắc của bệnh viện, nơi có nhiều những căn phòng trống. Anh ta nhìn thấy một cái bóng trắng, nhưng không sao bắt được hình bóng đó đã biến mất một cách rất nhanh. Vì quá sốt ruột và sợ rằng giờ thiêng sắp hết, sự cảm nhận y tá ma đang ở quanh đây, anh ta quyết tâm tìm gọi một cách điên cuồng. Cadê você, enfermeira? Você não quer vingança? Ei, que é isso? Meu Deus! Que é isso? Douglas, não dá! Sai! Vai, 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 vai! Tá ali, ela tá ali! Meu Deus! Cuối cùng, y tá ma đã xuất hiện, đứng im bất động giữa một lối đi ngay trước mặt anh ta. Quá hốt hoảng, anh ta và mọi người chạy quay lại, nhưng không biết vì lý do gì, nữ y tá ma xuất hiện chặn đầu lối thoát của anh ta, chỉ trong vài giây thoát ẩn thoát hiện. Anh ta chạy không kịp, rất may có cái cửa sổ, anh ta nhanh trí trèo qua cái cửa sổ đó. Sau cuộc bỏ chạy toán loạn, cuối cùng mọi người đã tìm thấy nhau để về nhà ngay trong đêm. Bạn có trông thấy hình bóng trắng lúc ẩn lúc hiện đó không? Đây có phải là y tá ma? Tấm ảnh di chuyển, người trong ảnh nhắm mắt ở ngôi nhà cô quạnh. Vào khoảng 10 giờ tối thứ sáu ngày 13, một người đàn ông cùng bạn của anh ta đang đi vào trong một ngôi nhà bị bỏ hoang. Anh ta cho biết rằng cạnh ngôi nhà là một cái hồ lớn và trời vừa mới mưa xong. Anh ta cho biết rằng khi trời mưa thì năng lượng của ma sẽ mạnh mẽ hơn khi ma xuất hiện. Tất cả những người dân đã khuyên bảo anh ta đừng đến đây, bởi vì cả đôi vợ chồng trong ngôi nhà đã rơi xuống hồ nước và mất mạng. Truyền thuyết còn cho biết rằng những người dân địa phương còn bị người chồng trong ngôi nhà đó nhập vào. Khi anh ta và người bạn đi vào bên trong, ngôi nhà gần như vẫn còn nguyên vẹn, dường như không ai đến đây phá hay lấy đi những thứ trong ngôi nhà. Nghe thấy tiếng động ở căn phòng bên trong, anh ta và người bạn đến gần thì thấy rằng một tấm ảnh vì sao lại treo ở giữa cửa một cách kỳ lạ. Wow.
Đó có lẽ là tấm ảnh người vợ khi cả hai quay sang căn phòng bên cạnh đang quan sát vào bên trong thì tấm ảnh của người vợ đã tự di chuyển một cách ớn lành. Giữa căn phòng bên cạnh là tấm ảnh của người chồng cũng được treo ở giữa cửa. Phát hiện thấy một căn phòng bị khóa, anh ta bảo người bạn cố gắng mở khóa để vào xem thì thấy rằng một tấm ảnh được đặt trên ghế chắn trước một cái tủ quần áo. Anh ta nói rằng ma đang ở trong đó bởi vì anh ta phát hiện thấy ma nước có mùi tanh. Khi vừa mới nói ma nước có mùi tanh thì tấm ảnh treo trên cửa tự di chuyển, rung lắc mạnh, quyết tâm vào kiểm tra bên trong tủ quần áo xem có ma ở trong đó không thì anh ta phát hiện thấy tấm ảnh của một cụ ông bên trong đó. Sau khi những người xem đã phát hiện thấy rằng đôi mắt của cụ ông trong tấm ảnh đó, trong một khoảnh khắc, người trong tấm ảnh đã nhắm đôi mắt lại. Bạn có trông thấy không? Tôi không biết giải thích như thế nào, nhưng dường như đôi mắt của ông ấy có phần nhỏ lại khi anh ta đứng nhìn. Hay ông ấy muốn báo hiệu với anh ta điều gì? Hay có thể do lỗi của ánh sáng? Bóng ma đuổi theo trong nhà thờ bỏ hoang cô quạnh. Một người đàn ông, anh ta là một nhiếp ảnh gia chuyên chụp ảnh cho nghệ thuật người mẫu ở những địa điểm bỏ hoang và ghi lại các buổi chụp hình để làm kỷ niệm. Anh ta quyết định quay một tour du lịch của một trong những địa điểm chụp ảnh yêu thích của mình và đó là một nơi cũ bị bỏ hoang, một nhà thờ mục nát và nó đã xảy ra một sự cố thực sự rất kỳ quái. Part 3 of my favorite place to shoot. It's a little dark outside. It's pretty cloudy. It's rained all day today. I'm going to show you guys my favorite place to go. Downstairs in what I call the red room. The red room is a place I go once I'm done shooting for the day, just to kind of look at pictures, see if I need to retake anything, re-edit anything. I'll show you why it's called the red room. It's pretty cool. Usually going into the basement. When you turn the light off during the day, it's got a nice tint of red. I'll show you. It's a little dark now, but can't see. Come down here, it's peaceful, it's quiet. Shit. Oh my God. Hình dạng bóng tối của những gì trông giống như một người đàn ông đang ngồi thụt xuống trên một cái ghế một mình trong bóng tối. Giật mình khi nhìn thấy anh ta tắt đèn pin, nhưng sau đó anh ta bật lại lần nữa chỉ để đảm bảo rằng mình không bị hoa mắt.
thì người đàn ông đang ngồi tự dưng nhảy ra khỏi ghế, bắt đầu chạy đuổi theo anh ta. May mắn là anh ta đã thoát được. Bạn nghĩ đây là cái gì? Một bóng ma ẩn nấp trong nhà thờ bỏ hoang cô quạnh, hay có thể là điều gì? Lúc ẩn, lúc hiện trong mỏ vàng bỏ hoang. Một người đàn ông đã khám phá một mỏ vàng bị bỏ hoang. Anh ta chuyên dành riêng cho tìm và khám phá những mỏ bị bỏ hoang, và chưa bao giờ anh ta tải lên một video huyền bí. Cho đến một ngày khi anh ta khám phá sâu vào trong một cái mỏ cũ, trong khi đi xuống một trong những đường hầm tối tăm, anh ta bắt được một cái gì đó rất kỳ quái. Một thứ bóng tối kỳ lạ dường như hiện ra giữa đường hầm và rồi biến mất ngay trước mặt. Anh ta thậm chí không để ý cái bóng kỳ quái này. Chính người vợ của anh ta đã chỉ ra sau khi họ đang xem lại đoạn phim. Đây là điều kỳ lạ nhất anh ta từng tìm thấy. Cái bóng đã biến mất một cách quá nhanh. Vậy đây là bóng ma dưới đường hầm hay có thể là điều gì? Người thân đến thăm nhưng chủ nhà không thấy. Một con chó của gia đình anh ta, mỗi khi có người thân đến thăm thì nó thường chào đón một cách thân thiện như vậy. Nó luôn trở lên cực kỳ phấn khích. Tuy nhiên, vài ngày trước, anh ta đã thấy nó có những biểu hiện kỳ lạ. Khi mà chẳng có ai ở đó, chẳng có ai đến thăm, nhưng con chó nó cứ hành động phấn khích như vậy. Nó có cùng với một thái độ nhiệt tình như những khi anh ta thấy một người họ hàng đến thăm. Anh ta soi xét cả trên, cả dưới, khắp xung quanh, nhưng không thấy có điều gì bất thường ở trên đó. Như thể ai hay người thân đang đứng gần con chó thì nó mới có những biểu hiện như vậy. Rõ ràng nó chỉ đứng bằng hai chân khi nó chào đón một ai đó. Và một điều rất đặc biệt đã xảy ra là chỉ sau đó một vài giờ thì anh ta đã nhận được một tin báo về một người chú mà gia đình vẫn yêu thương, người thường hay đến thăm nhà anh ta đã qua đời chỉ cách đó một vài giờ. Khi con chó có những biểu hiện kỳ quái như vậy, bạn thấy biểu hiện của con chó liệu rằng có phải một người thân đã đến thăm không? Bạn nghĩ bóng trắng lúc ẩn lúc hiện trong bệnh viện bỏ hoang có phải là y tá ma? Cái bóng đen ngồi trên ghế đuổi theo anh ta trong nhà thờ bỏ hoang có phải là ma? Và bóng đen giữa đường hầm bỏ hoang có phải là ma? Tôi rất mong nhận được những lời nhận xét của bạn ở trong phần bình luận. Hãy đăng ký, chia sẻ cùng với mọi người. Chân thành biết ơn bạn!